vui trong chín tâm, niềm an vui vĩnh hằng. Thế Tôn nhập vào chân như bên bát y cả xa xa lời pháp màu, biểu chứng truyền thừa như trong kế tục. Huệ năng đời cuối pháp truyền cả xa bình bát y này, chẳng còn truyền thừa nhân gian giờ nằm nơi chúng sinh.